Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn là bán áo thun trên eBay lời như thế nào. Rất là tuyệt vời các bạn. Mời các bạn vào một trong các tài khoản eBay của tôi. Và các bạn thấy đây, một tin rất là vui là trong ngày hôm nay là 15 tháng Giêng thì tôi bán một cái áo thun rất tuyệt vời bạn. Coi như bạn thấy đây là cái giá áo thun mà tôi bán là 42 đô 99, tức là 43 đô các bạn, 43 đô một cái áo, và giá gốc chỉ có 16 đô. Và mời các bạn vào cái tài khoản eBay của tôi, một trong tài khoản eBay của tôi đây nhé các bạn. Thì các bạn thấy là đây, mặc dù đang đi vào cái sân và sếp là vào cái sân mà khách vẫn mà mua, tức là cái giá áo bán là 42 đô 99, là 43 đô, và khách trả tiền vận chuyển là 10 đô, thành là 52 đô 99, tức là 53 đô, 53 đô thu vào. Mà trong khi đó chi phí một áo này là 16 đô, và chi phí vận chuyển custom cut nhà in là chỉ có 5 đô. 16 cộng 5 là 21, 21 mà 53 trừ 21, tức là một cái áo lời tới 32 đô, 32 đô một cái áo, rất là tuyệt vời các bạn. Đó là có thể minh họa cho bạn thấy là bán một cái áo lời 32 đô trên một trong các tài khoản eBay của tôi, tính ra chạy ra là 1 đô 23 nghìn, là 230, là 230 là 10 đô, 30 đô là 609, là hơn 700 nghìn, là hơn 700 nghìn đồng Việt Nam. Rất là tuyệt vời một cái áo, đúng không ạ? Lời 32 đô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.